Vài ngày trước, đội tuyển Đức vừa bất ngờ chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng khi đả bại nhà đương kim Á quân World Cup Pháp với kết quả 2-0. Điểm nhấn đáng chú ý nhất có thể kể đến đó chính là màn trở lại ngoạn mục của Toni Kroos trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi chỉ mất có vài giây để thực hiện đường kiến tạo cho Florian Wirt ghi bàn mở tỷ số. Nhìn chung đó là trận đấu mà đoàn quân huấn luyện viên Julian Nagelsmann thi đấu khá ấn tượng khi vượt qua đội tuyển Pháp về mọi thông số, từ thời lượng kiểm soát bóng cho đến số lần tạo ra nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, những bài kiểm tra của họ trước khi bước vào Euro 2024, nơi họ sẽ tham gia với tư cách là đội chủ nhà, vẫn chưa dừng lại ở đó. Hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann sẽ đối mặt với bài toán khó khác đến từ đội tuyển Hà Lan. Nếu những cỗ xe tăng vừa mới tìm lại được niềm vui chiến thắng, thì ở phía bên kia chiến tuyến, Club Lốc màu da cam vốn đang cho thấy một phong độ ổn định khi toàn thắng trong 4 trận gần nhất, ghi được 12 bàn và thậm chí là không để thủng lưới dù chỉ một lần. Xét về thành tích đối đầu, Hà Lan cũng cho thấy rằng họ là một đối thủ khó nhằn đối với DAL khi thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Chỉ tính riêng 2 lần làm khách trên đất Đức, Hà Lan cũng đang sở hữu thành tích bất bại. Nhìn qua những cái tên đang có trong đội hình, Hà Lan cũng không kém hơn Đức là bao trong việc sở hữu những ngôi sao chất lượng đang thi đấu tại top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Vậy nên từ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại Deutsche Bank Park, nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản không mấy dễ dàng cho những cỗ xe tăng. Quả thật, dù là đội sớm giành được quyền kiểm soát trong những phút bóng lăn đầu tiên, nhưng bất ngờ đã xảy đến ở phút thứ 3. Maximilian Mittenstadt là người đã có đường truyền về bất cần, trong khi Jonathan Tah thì cũng không chủ động để nhận bóng, đã vô tình mở ra cơ hội thoát xuống cho Memphis Depay. Ngôi sao đang thi đấu cho Atletico Madrid xử lý khéo léo vài nhịp rồi tung đường phất bóng vào trong vừa tầm băng vào của Joe Verman, để cầu thủ này nhẹ nhàng tung ra cú vô lê hạ gục thủ thành Mark ter Stegen, qua đó sớm mở tỷ số ở trận đấu. Bàn thua sớm chẳng khác gì là gáo nước lạnh đối với huấn luyện viên Julian Nagelsmann và các học trò, bởi đáng lẽ ra họ đã có thể nhập cuộc một cách tốt hơn nếu sai lầm tai hại đó không xảy ra. Giờ đây, việc phải đối mặt với một Hà Lan vốn đang sở hữu hàng phòng ngự đặc biệt vững chắc, nhất là khi họ đang có lợi thế dẫn bàn nữa, thì mọi khó khăn đang thêm chồng chất đối với những cỗ xe tăng. Nhưng rồi sự lo lắng của các cổ động viên đội chủ nhà đã không tồn tại quá lâu, bởi chỉ 7 phút sau, Mittenstadt, cái tên vừa khiến họ nhận trái đắng, đã lấy công chuộc tội bằng một siêu phẩm vào lưới của thủ thành Bart Verbruggen. Xuất phát từ một tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng được truyền ra đến vị trí của Mittenstadt ở ngoài vòng cấm. Và chỉ cần đúng một nhịp chạm bóng, hậu vệ đang thi đấu cho Stuttgart đã tạo nên một đường cong tuyệt hảo, khiến tất cả những người hâm mộ đang có mặt trên khán đài Deutsche Bank Park phải đứng ngồi không yên. Có vẻ như bóng đã chạm vào xà ngang khung thành trước khi bay vào lưới, nhưng dù sao đi nữa thì quỹ đạo bay của nó thật sự là khó cho Verbruggen, hay nói đúng hơn là một cú dứt điểm không thể cản phá. Nhiều người đùa vui rằng liệu Mittenstadt đã cố tình tiểu phẩm để tạo điểm nhấn trong trận đấu này hay sao, và có chăng đường truyền về phút thứ 3 của anh là cố tình để pha lập công vừa rồi càng thêm có giá trị, và có chăng Mittenstadt đang muốn biến cả trận đấu này thành sân khấu cho riêng mình. Có được bàn thắng đưa trận đấu về thế cân bằng, áp lực có vẻ như đã dần được gỡ bỏ trên đôi chân của cầu thủ chủ nhà. Ở những phút tiếp theo, họ đã bắt đầu lấn lướt thế trận và triển khai tấn công một cách thanh thoát hơn. Thậm chí đến phút thứ 17, đội chủ nhà suýt nữa thì có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong tình huống mà Ilkay Gundogan đã thoát xuống một cách trống trải. Thế nhưng trong thế đối mặt thì thủ thành Verbruggen mới là người làm tốt hơn để cứu cho đội tuyển Hà Lan một bàn thua trông thấy. Song dù nhường quyền kiểm soát cho đối thủ, nhưng các học trò luyện viên Ronald Koeman vẫn luôn biết cách để tung ra những đòn hồn mã thương chí mạng, qua đó không ít lần đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động nhờ vào hàng tấn công giàu tốc độ của mình. Điển hình là pha bóng diễn ra phút 32 của trận đấu. Từ một tình huống đá phạt chếch về phía cánh trái, bóng tìm đến cái đầu của Donjen Malen ở ngay sát khung gỗ của thủ thành Mark ter Stegen, và suýt chút nữa thì anh đã khiến Đức có lần thứ hai ôm hận trong trận đấu này. 65% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 5 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, hai trong số đó đi trúng đích, là những gì mà Đức đã làm được trước một đối thủ vốn cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị vô địch Euro 2024. Đó thật sự là con số cho thấy những cỗ xe tăng đã thật sự trở lại sau khoảng thời gian sa sút. Bước vào đợt FIFA Day tháng 3, đã có rất nhiều dấu hỏi được đặt cho huấn luyện viên Julian Nagelsmann rằng ông sẽ làm như thế nào để xoay sở tình hình khi mà ngày tham dự Euro đã cận kề. Chưa kể với tư cách là đội chủ nhà, thành tích tại giải đấu sắp tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thể diện của họ trên bình diện châu lục. Trong suốt thời gian vừa qua, đã có rất nhiều sự xáo trộn trong đội hình, cũng có không ít những thử nghiệm, và mãi đến bây giờ
có lẽ Nagelsmann mới tìm ra được bộ khung ăn ý nhất để lèo lái đội tuyển nước này vượt qua cơn bĩ cực. Trở lại với những diễn biến của trận đấu, bước sang hiệp 2 vẫn là một kịch bản quen thuộc với quyền kiểm soát nghiêng về phía cầu thủ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, vấn đề mà họ gặp phải đó chính là các phương án để tiếp cận khung thành của đối phương, khi mà khối bê tông chắc chắn trước khung gỗ của Verbruggen ngày càng trở nên chắc chắn hơn. Trong những năm gần đây, không ngoa khi nói hàng phòng ngự chính là nền tảng để tạo dựng lên sức mạnh cho những cơn lốc màu da cam. Khu phòng tuyến với những cái tên máu mặt như Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt hay Nathan Ake ngày càng trở nên ăn ý, là chỗ dựa vững chắc để họ rình rập và trừng phạt sai lầm của đối phương bằng các pha phản công chớp nhoáng. Ngày hôm nay cũng vậy, Hà Lan vẫn đang cho thấy mình sở hữu một khối đội hình khó bị xuyên thủng đến mức nào. Xen lẫn với thế trận đôi công là những màn ăn miếng trả miếng được diễn ra với tốc độ cao, người hâm mộ còn được chứng kiến những màn tranh chấp nảy lửa và cả các pha va chạm đầy mạnh bạo đến từ cầu thủ của hai đội. Tất cả dường như đang điểm tô cho bức tranh của một trong những cuộc đại chiến hấp dẫn nhất châu Âu. Khi thời gian dần trôi về cuối cũng là lúc mà các vị chiến lược gia đứng ngoài đường biên phải minh chứng được tầm ảnh hưởng của mình bằng những sự thay đổi người, và chỉ Julian Nagelsmann là thành công. Phút 85, từ một tình huống đá phạt góc không biết bằng một cách nào đó mà giữa vòng vây của cầu thủ áo cam lộn xộn trong vòng cấm, Niklas Füllkrug lại có thể dùng lưng để tạo ra một điểm chạm vừa đủ để ghi bàn cho đội chủ nhà. Ban đầu tưởng chừng như bàn thắng đã bị từ chối bởi pha banh người cứu thua ngoạn mục ngay trước vạch vôi của thủ thành Verbruggen, nhưng công nghệ goal line đã xác định rằng đó là một bàn thắng hợp lệ cho đội chủ nhà. Dù gây tranh cãi là thế, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Niklas Füllkrug đích thực là một mẫu tiền đạo mà đội tuyển Đức đang cần nhất vào lúc này để ra đòn kết liễu trận đấu. Đúng thật là nếu so với độ tuổi, danh tiếng hay cả sức ảnh hưởng vào lối chơi chung, anh sẽ chẳng thể nào so bì với những người đàn em để đoạt lấy một suất đá chính. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận đã từ rất lâu rồi, những cỗ xe tăng vẫn đang thiếu đi một họng pháo biết cách lên tiếng đúng lúc như vậy. Chắc chắn nhiều người vẫn chưa thể quên được những gì đã diễn ra tại Qatar, thời điểm mà anh vào sân và lập tức mang đến sự khác biệt trong trận đấu với Tây Ban Nha. Và ngày hôm nay thì còn hơn thế nữa, Füllkrug đã mang về bàn thắng để ấn định màn lội ngược dòng cho đội chủ nhà. Rời nước Đức vào tháng 3 với một kết quả thua không phải là điều gì đó quá tồi tệ đối với Hà Lan, và tạo nên một màn lội ngược dòng ấn tượng trước một ông lớn của bóng đá châu Âu cũng chẳng đồng nghĩa rằng họ gần như đã đủ sức để đảm bảo chức vô địch Euro 2024. Tuy nhiên, đây là một chiến thắng đặc biệt quan trọng với Julian Nagelsmann và các học trò sau khoảng thời gian dài bị đặt dấu hỏi về thực lực. Thành thật mà nói, chiến thắng vừa rồi chính là kết tinh của một lối chơi đã được định hình rõ ràng, một thứ tinh thần điềm tĩnh nhưng lại ngoan cường đến đáng nể, và hơn cả, đó là khoảnh khắc lóe sáng của những ngôi sao đã được đong đầy sự tự tin. Hai chiến thắng liên tiếp trước Pháp và bây giờ là Hà Lan chính là một thông điệp mạnh mẽ mà họ đã gửi đến các đối thủ để góp mặt tại nước Đức trong mùa hè năm nay, như tiêu đề của tờ The Goal: Châu Âu, hãy coi chừng, Đức đã trở lại.